Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức cài OpenCV và sử dụng các cái ngôn ngữ lập trình là Python và sử dụng cái trình biên tập đó là Visual Studio Code. Thì lý do mình không mình xài Visual Studio Code này thì mục đích là nó miễn phí và nó cũng tích hợp rất là nhiều tính năng và có thể viết với nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như là HTML, Python, C cộng cộng, Java, CSS, v.v. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng này, tại vì cơ bản là miễn phí. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ, mình sẽ hướng dẫn cách thức mà chúng ta tích hợp cái Python vào cái Visual Studio Code này. Và bên cạnh đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà cài cái OpenCV vào tích hợp vào đây để chúng ta có thể là lập trình và xử lý ảnh. Thì đầu tiên các bạn phải tải được hai cái file này về. Đầu tiên là chúng ta sẽ cài là VS Code ha. Chúng ta click vào. Nó sẽ có giao diện thế này mà chúng ta cứ nét tới thôi. Rồi, chúng ta chọn thêm hai giao tiếp này nhá. Rồi, chúng ta nét và hệ thống tiến hành hành cài. Thì một trong những lý do mà mình chọn VS Code là do nó miễn phí và nó sử dụng được trên nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bên cạnh đó thì nó cũng có nhiều cái tiện ích mở rộng mà có thể là sử dụng được cách dễ dàng. Chúng ta thấy chúng ta đã cài xong rồi. Cái đường link cài đặt thì mình sẽ để ở bên dưới của cái mô tả, mọi người có theo dõi nhé. Rồi, chúng ta kết thúc. Thì chúng ta sẽ có cái giao diện của cái nó là như thế này. Đó, giao diện thế này. Đó, cái là cái màn hình mà khởi động của nó thôi, khởi động nó thôi. Và chúng ta sẽ quay lại cái giao diện này sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cài cái Python vào. Chúng ta cũng tải Python trên trang và chúng mình sẽ đợi cái đường link hướng dẫn Python bên dưới. Mọi người lưu ý khi cài Python ấy là mọi người phải chọn cái arch.python.es và jupyter này. Đó, đấy chị ạ, thấy nó kết nối qua các cái đường bảng mà chúng ta cứ tích vào đây để chúng ta cài trên tất cả các cái tài khoản trên cái máy của chúng ta. Rồi chúng ta bấm install now. Rồi chúng ta bấm yes. Thì tự động nó cũng sẽ tiến hành cài đặt bình thường. Thường. Mọi người thấy là nó rất là dễ để sử dụng thôi nhỉ. Thì Python thì nó là một trong những cái ngôn ngữ đa năng mạnh mẽ và rất là dễ học. Đó. Và nó được hiện nay khi mà chúng ta sử dụng các cái ngôn ngữ lập trình thì nó trở thành một trong những ngôn ngữ có khả năng mà sử dụng phổ biến, đặc biệt là bên cái mảng xử lý ảnh sau này. Rồi, chúng ta bấm kết thúc là chúng ta đã cài xong cái Python. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cài cái OpenCV. Để cài được OpenCV thì các bạn sẽ phải mở cái CMD chúng ta lên. Chúng ta chọn Start, chúng ta chọn CMD. Search. Đó, CMD lên. Đó, mọi người thấy không ạ? Và chúng ta sẽ đánh cái dòng lệnh này vào. Này, đóng dòng lệnh này vào. Đó. Chúng ta bấm Enter. Enter. Và cái hệ thống nó sẽ tiến hành kết nối và cài đặt cho chúng ta. Cái tốc độ cài thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ mạng của các bạn nhé. Tốc độ mạng của các bạn lưu ý. Nó đang kết nối vào đây và hiện giờ thì cái hệ thống mạng của mình nó đang hơi yếu. Yếu. Rồi, bắt đầu download thôi ạ. Thì hiện giờ thì OpenCV trở thành một trong những cái thư viện mã nguồn mở mà sử dụng rất là nhiều cho cái quá trình xử lý ảnh. Mọi người có thể tham khảo và khai thác rất là nhiều cái nội dung ở trong đây. Rồi, ok, nó đã cài đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử nha. Với giao diện VS Code này thì mình sẽ tiến hành test cái code cơ bản của OpenCV. Thì code đường link dẫn code mình cũng sẽ để bên dưới của cái đường link của cái video clip này.
Thì để thực hiện thì chúng ta sẽ làm một số thao tác sau. Cái bước đầu tiên là các bạn phải mở được cái thư mục dẫn đến đây. Thì khuyên các bạn là tất cả các code này các bạn không nên để ở ổ đĩa C, mà các bạn có thể ở một cái ổ đĩa khác hoàn toàn. Chúng ta mở này lên. Ở đây ví dụ chẳng hạn như mình đã có một cái thư mục như thế này, hoặc mình chọn cái thư mục, hoặc mình chỉ sợ thư mục này là coi như là cơ bản là xong. Các bạn là xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ, ví dụ đây chúng ta có Python đúng không ạ? Xin lỗi là mình sẽ mở cái thư mục Python đó. Bài tập. Và chúng ta mở Python để chúng ta lưu đây, chúng ta search. Đó, thì chúng ta sẽ có cái thư mục ở đây, và chúng ta sẽ có một cái đoạn code để chúng ta test cái thằng OpenCV bằng cách là chúng ta sẽ tạo một cái file mới nha. Ở đây chúng ta bấm vô new file. Chúng ta đặt một cái tên rồi đó. Và nhớ là các bạn phải chấm pi. Đó. Đó, chấm pi. Ok, nó sẽ mở ra một cái file mới giống như thế này chúng ta. Và chúng ta sẽ copy cái đoạn code mà chúng ta muốn thực hiện vào đây. Đó. Đây là đoạn code rất là căn bản của Python và để test OpenCV là dùng để nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng khuôn mặt. Giải thích một tí về code. Thì đầu tiên các bạn phải gọi cái thư viện của thằng OpenCV ra. Chúng ta sẽ load các cái thông tin và cơ bản ở đây chúng ta sẽ mở camera. Camera ở đây thì các bạn lưu ý ở đây chúng ta có một con số, thì mặc định chúng ta sẽ sử dụng là camera không. Camera không tức là camera trực tiếp. Ở đây thì mình sẽ sử dụng camera ảo. Và camera ảo của mình nó có giá trị là 6, thì mình chọn ở đây là số 6. Tùy thuộc vào mỗi máy thì camera ảo nó sẽ khác nhau, thì các bạn cứ thử thôi, các bạn thử thôi. Ở đây thì chúng ta thấy một cái dòng lặp while bình thường để chúng ta có thể lặp lại cái dữ liệu này. Và ở đây chúng ta thấy rằng là nó sẽ kết thúc khi mà chúng ta bấm vào nút quy, thì nó sẽ kết thúc, nó gắt đi, nó gắt thì nó sẽ thoát ra khỏi dòng 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 lặp while này. Ở đây thì có các cái bước cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở các video sau, nhưng cơ bản là nó sẽ đi test các cái khuôn mặt của chúng ta, khuôn mặt của chúng ta, sau đó là nó sẽ vẽ một cái khung, phải một cái khung. Bây giờ chúng ta thử code thôi. Code này hôm nay chúng ta thử ra coi là cái OpenCV chúng ta cài là nó có đạt yêu cầu hay chưa, nó có cài được hay không. Rồi chúng ta bấm vào nút này để chạy run. Rồi ở đây nó đã chạy không, đây là một cái view clip và các bạn thấy rằng là mình đã nó chạy khá là tốt và nó đã nhận dạng được cái khuôn mặt của bạn này, nhận dạng khuôn mặt ở đây. Như vậy thì chúng ta đã tiến hành thành công cái cách thức mà cài đặt cái VS Code vào cái hệ thống để chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Python, HTML, CSS, vân vân. Và sau đó chúng ta đã cài được cái thằng OpenCV vào và chúng ta đã thử nghiệm thành công cái OpenCV hoạt động. Thì từ đây chúng ta sẽ mở ra cho chúng ta nhiều các cái hướng để chúng ta lập trình OpenCV. Hẹn các bạn ở các cái video clip hướng dẫn sau. Video clip hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người.